Xin chào tất cả mọi người đang theo dõi kênh Bất động sản nhà tốt, nhà đất giá rẻ Hà Nội. Hôm nay Ngọc Ánh sẽ gửi tới quý khách hàng một vị trí căn nhà mới thuộc phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với diện tích của ngôi nhà này trên sổ đỏ là 50,1 m, đặc biệt nằm trên vị trí là mặt ngõ thông và cái ngõ trước nhà là 2,5 m, hai xe máy tránh nhau thoải mái nha mọi người. Ngõ thông từ phía đi lại quá ok, và cái vị trí của ngôi nhà này thì rất là gần với những cái trường đại học lớn, ví dụ như trường Học viện An ninh Nhân dân, trường Học viện Bưu chính Viễn thông. Và từ vị trí của ngôi nhà này đi ra phía cầu Trắng Hà Đông, chắc chắn cầu Trắng Hà Đông thì ai cũng biết đúng không ạ, nó chỉ rơi vào khoảng tầm 800 m thôi. Từ vị trí của ngôi nhà này đi lên trung tâm cũng rất là gần, và giá chào bán của ngôi nhà này thì cũng rất là hợp lý so với mặt bằng khu vực, giá là 3 tỷ 250 triệu đồng mọi người nha. Diện tích là 50,1 m trên sổ đỏ thì Ngọc Ánh chia sẻ luôn ở đây là ở đây là có cái ngõ ở đây này mọi người này. Mọi người có thể nhìn cái ngõ gạch đỏ này là nằm ở trên sổ thì của nó là diện tích là 19 m mọi người ạ. Phần còn lại là chủ đầu tư thiết kế vào ngôi nhà này vuông vắn đẹp đẽ. Mời mọi người theo em vào vị trí của cái căn nhà. Cụ thể ngoài đang đứng ở đây là tầng 1 của ngôi nhà. Mặt tiền của một ngôi nhà là 3,6 m mọi người nha. Mặt tiền của cái phần thiết kế ngôi nhà là 3,6 m. Và cái cửa của ngôi nhà, cửa chính của ngôi nhà thì được thiết kế là cửa gỗ, rất là hợp lý. Và phần Ngọc Ánh đang đứng ở đây là phần phòng khách của ngôi nhà nha mọi người. Theo cái hiện trạng của ngôi nhà thực tế thì với cái ngôi nhà này chỉ việc dọn đồ về và ở được ngay thôi. Sổ đỏ chính chủ bàn giao luôn được. Và đặc biệt có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với khách hàng có nhu cầu. Với cái ngôi nhà này giá chào bán 3 tỷ 250 triệu đồng thì quý vị chỉ có bỏ ra khoảng tầm 1 tỷ đồng tiền mặt. Phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ mình vay trong vòng tối đa là 25 năm và tối thiểu là 3 năm với lãi suất ưu đãi nhất, và được vay tối đa 80% giá trị của ngôi nhà mọi người nha. Phần gạch lát nền của ngôi nhà được thiết kế toàn bộ là cái vân gạch màu trắng sáng, tạo cho cái không gian của cái ngôi nhà này rất là thoáng và tươi trẻ. Đồng thời hệ thống trần thạch cao, hệ thống đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện đều đã được lắp đặt chỉnh chu, hoàn thiện đầy đủ. Hồ sơ điện, hồ sơ nước cũng đã xong xuôi. Với ngôi nhà này đúng là mọi người chỉ việc xách vali về và ở ngay thôi. Tiếp theo của ngôi nhà đó là phần phòng bếp. Mời quý vị theo em hướng vào phần phòng bếp của ngôi nhà. Nhỏ xinh nhưng mà đáp ứng đầy đủ công năng cho một hộ gia đình sử dụng. Đặc biệt nhất của cái ngôi nhà này thì là có một cái ngõ đỏ đỏ mà Ngọc Ánh vừa quay ở ngoài đấy, là đi riêng vào cái ngôi nhà này, và cái phần mọi người có thể để xe ở đấy rất là an toàn, đảm bảo an ninh. Tủ bếp của ngôi nhà thì được thiết kế là tủ gỗ an cường, chống cong vênh, chống mối mọt. Toàn bộ xung quanh bếp thì chủ đầu tư ốp đá granite màu đen, rất là đẹp, sạch sẽ, sang. Đó. Phụ kiện bếp thì được lắp đặt đầy đủ, phụ kiện bếp inox 304, chậu rửa bát, vòi rửa bát đều là chất liệu inox 304, hàng cao cấp. Tiếp theo, tầng 1 của ngôi nhà thì còn một phòng vệ sinh nữa mọi người ạ. Phòng vệ sinh này thì đầy đủ với cái hệ thống bồn cầu, lavabo cũng như là hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 5 tầng sử dụng của ngôi nhà. Với phòng khách khá là rộng bởi vì xe là để ở bên ngoài rồi mọi người ạ. Nên là phòng khách mọi người có thể nhìn từ phía phòng bếp ra phòng khách khá là rộng. Quan trọng nhất là cái vị trí, vì vị trí này nó là gần như là của trung tâm Hà Đông luôn, cho nên là cái giá của nó thì sẽ cao hơn một số cái căn mà Ngọc Ánh thường quay lên với cái giá tầm 1 tỷ 65, 1 tỷ 7, 2 tỷ ở dưới khu vực Yên Nghĩa mọi người ạ. Thì khu vực này nó là thuộc trung tâm thì cái giá của nó có cao hơn nhá. Ở phía tầng phòng khách này thì có một cái vách CNC để ngăn cách giữa phía cầu thang đi lên tầng 2 và phía phòng khách này mọi người ạ. Đó. Ở cái ngôi nhà này thì nước sạch là sử dụng nước sạch quận Hà Đông, nước sạch Hà Đông và điện lực Hà Nội. Mời quý vị theo em lên khám phá tầng 2, 3, 4, 5 của ngôi nhà, xem ngôi nhà này có thiết kế hợp lý hay không nhé. Bước lên trên phía tầng 2 của ngôi nhà mọi người ạ, thì Ngọc Ánh chia sẻ với mọi người toàn bộ mặt bậc cầu thang là ốp đá đen trắng, và toàn bộ tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 5 của ngôi nhà toàn bộ là gỗ lim. Và tầng 2 của ngôi nhà thiết kế như sau, gồm một phòng ngủ và một phòng vệ sinh, thiết kế theo kiểu master, phòng vệ sinh phía bên trong, phòng ngủ thì hướng ra phía bên ngoài. Này, rất là thoáng mọi người ạ. Cửa sổ thông thoáng, cửa hai bên. Và phía tầng 2 này thì chủ đầu tư lát gạch. Nói chung vào không gian phòng thì nó thoáng. Và cái hệ thống trần thạch cao thiết kế theo kiểu giật cấp khá là đẹp.
nhìn nó cũng rất là tinh tế. Đồng thời thì nhà vệ sinh đặt ở phía bên trong phòng ngủ, nên như mọi người có thể quan sát. Ngọc Ánh review rất là chân thật nha mọi người, rất là kỹ, nên quý vị có thể ngắm nghía và đừng vội lướt qua nhá, cố gắng xem hết video của em nhá. Phần phòng vệ sinh đây mà cũng có thể nhìn thấy không ạ? Phòng vệ sinh chủ đầu tư cũng thiết kế màu trắng rất là hài hòa. Hệ thống sen cây tắm nóng lạnh, hệ thống bồn cầu lavabo này. Đó, gương tắm rất là đẹp. Ở đây thì còn cả thêm một cái kệ để đồ ở trong phòng tắm nữa. Có cửa sổ ở ngoài, rất là thoáng. Cửa sổ nhà vệ sinh hướng ra phía bên ngoài mọi người. Có cửa sổ nho nhỏ thôi nhưng mà có hai cái đây mọi người ạ. Rất là thoáng nha. Đấy. Toàn bộ cái nhà vệ sinh này thì cũng được ốp gạch 30-60 lên trên tới tận trần, rất là sạch sẽ. Cửa nhà vệ sinh thì được thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp, cách âm rất là tốt. Và toàn bộ cửa thông phòng của ngôi nhà thì được thiết kế là cửa gỗ lim. Này, như mọi người có thể quan sát luôn. Đó. Với tầng 3 của ngôi nhà, các tầng mọi người ạ đều có cửa đấy nhá. Cửa để lấy thoáng ở cái khu vực hành lang và phía cầu thang. Đó. Tầng 3 đây, thiết kế tương tự như tầng 2 thôi. Đó. Và phòng ngủ thì phòng ngủ và phòng vệ sinh ở phía bên trong. Rất thoáng. Đó. Cửa đây mọi người ạ, toàn bộ những cái cửa thiết kế ở này là ở đây là còn thiết kế cả ban công nữa nhá mọi người. Đấy, ban công giả hướng ra phía bên ngoài. Cửa ở đây thì thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp, rất là chắc chắn. Cách âm cũng rất là tốt mọi người ạ. Đó. Ở ngoài trời đang là mưa rất là to, nhưng mà Ngọc Ánh kéo vào đây hết ồn luôn. Trên này cũng là thiết kế gần như tương tự như tầng 2 thôi. Và nhà vệ sinh trên tầng 3 đây mọi người có thể nhìn thấy luôn, thiết kế rất đẹp, hài hòa. Nói chung là với cái căn nhà, thực sự để mà Ngọc Ánh chia sẻ chân tình ý, thì những cái căn nhà mà cái tầm tài chính nó trung bình tầm 3 tỷ trở lên, thì những cái hoàn thiện ở trong ngôi nhà, cái chất lượng của nó sẽ ổn hơn một chút so với những cái căn nhà mà tầm tỷ 3 cho đến tỷ rưỡi mọi người nha. Đó, Ngọc Ánh chia sẻ rất là thật. Đấy. Còn nhà nào Ngọc Ánh quay cũng đầy đủ sổ đỏ, mọi người yên tâm. Đầy đủ hết sổ đỏ chính chủ, giấy tờ pháp lý, giấy phép xây dựng từng căn. Ngọc Ánh không làm giờ những cái căn mà không có sổ, nên là mọi người cứ yên tâm nhá. Tiếp theo, mời mọi người theo em lên phía tầng 4 của ngôi nhà. Bước lên phía tầng 4 của ngôi nhà như vậy, ngôi nhà này có 3 phòng ngủ lớn và phòng vệ sinh thì ở phía bên trong rồi. Tổng của ngôi nhà này, Ngọc Ánh nhắc lại với mọi người nhá, 5 tầng và thiết kế là 3 phòng ngủ lớn, 4 phòng vệ sinh, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, phòng thờ và sân phơi riêng biệt. Rất là hợp lý, đáp ứng đầy đủ công năng cho một hộ gia đình sử dụng. Vị trí thì gần như là của trung tâm Hà Đông, đi ra phía cầu trắng Hà Đông nó rất là gần. Ngõ trước nhà thì là ngõ thông, và với cái ngôi nhà này thì cách với trục đường ô tô đi lại nó cũng cực kỳ gần mọi người ạ. Nó chỉ khoảng tầm 100m thôi, hợp lý. Nhà vệ sinh tầng 4 đây, thiết kế nó cũng xem như nhau và đều là cái phòng theo kiểu master này thì hợp lý. Và cái cửa thì cái cửa này là cửa nhôm hệ rồi mọi người ơi, cho nên là nhôm hệ Việt Pháp nên là nó cách âm rất là tốt. Cửa thông phòng đây đấy. Và phần còn lại của ngôi nhà đó chính là tầng 5, mời quý vị khám phá tầng 5 cùng Ngọc Ánh nha. Và quý vị ơi, đây là phần tầng 5 của ngôi nhà. Bước lên trên tầng 5 thì mọi người thấy không ạ? Rất là sáng luôn. Bởi vì ở trên này chủ đầu tư thiết kế một cái ô giếng trời để lấy thoáng sáng này. Và lên trên tới phía tầng 5 này thì cảm thấy cái không khí nó thoáng đãng hơn. Bởi vì các tầng 2, 3, 4 là đóng cửa suốt mọi người ạ, nên là nó hơi bí một chút. Đây chính là phía tầng 5. Mọi người có thể đứng đây nhìn giúp em ở đây xung quanh. Đầy đủ dân cư thì đông đúc, không phải nói rồi, không phải bàn ở cái khu vực này rồi mọi người ạ. Đó, từ vị trí này còn nhìn thấy tòa Hồ Gươm Plaza Hà Đông gần với Big C Hà Đông. Nói chung là với cái vị trí này gần những cái trung tâm thương mại cũng như là trường học mầm non, tiểu học rồi những cái trường liên cấp. Nói chung là ổn. Với tầng 5 này thì đây chính là cái khu vực để phơi phóng cũng như là để máy giặt mọi người ạ. Và còn một cái ô nữa, một cái phòng nữa là phòng thờ riêng biệt như Ngọc Ánh chia sẻ đây.
Đấy. Phòng thờ riêng biệt. Đấy mọi người thấy không ạ? Đáp ứng đầy đủ công năng với cái diện tích trên sổ là 50,1 m. Tuy nhiên thì cái diện tích nhà này xây dựng thì nó khoảng tầm 32 m thôi mọi người nha. Và với cái thiết kế thì Ngọc Ánh đã quay từ tầng 1 cho tới lên tầng 5 của ngôi nhà cũng rất là chi tiết rồi. Nếu quý vị muốn biết thêm thông tin hơn nữa thì gọi điện cho em theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041414. Mọi người xem video của em thì nhớ nhấn vào nút like để ủng hộ cho em và đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.